Hey, xin chào các bạn. Mình tin chắc rằng những bạn đang xem video này đều là những bạn đã và đang tìm hiểu về CSS hoặc là những bạn đã học CSS được một thời gian rồi. Thậm chí là có những bạn đang làm việc với CSS hàng ngày. Khi các bạn làm việc với CSS sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan đến quá trình mà các bạn viết code CSS. Một trong những vấn đề mà chúng ta phải kể đến, đặc biệt là đối với những người mới, đó chính là sự trùng lặp code. Sự trùng lặp code là như thế nào? Thì mình có một ví dụ như thế này để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Đây, mình có một ví dụ đơn giản như thế này. Đó, giả sử đây là một đoạn CSS nho nhỏ để các bạn có thể nhìn thấy cái sự trùng lặp code ở đây. Các bạn đang định nghĩa cho hai selector là title và quarter. Đó, thì hai cái selector này có trùng một cái mã màu, trùng cái màu chữ. Thì các bạn thấy là khi các bạn định nghĩa màu chữ cho hai cái selector này thì các bạn thấy chúng ta đang bị trùng lặp code. Đó, và các bạn có thể nhìn vào ví dụ này để có thể thấy sự trùng lặp với cái tần suất nó nhiều hơn. Đây là một cái ví dụ về sự trùng lặp code trong CSS. Thì khi mà chúng ta định nghĩa code như thế này, có sự trùng lặp nhiều như thế này, thì nó không chỉ gây mất thời gian trong quá trình mà các bạn viết code, mà nó còn làm cho việc maintain sau này nó cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Ví dụ sau này các bạn muốn thay đổi cái màu chữ của thẻ A hay là muốn thay đổi cái màu chữ của cái thẻ có class là item, thì hay là các bạn muốn thay đổi cái background màu của cái button kia, thì ít nhất là các bạn phải đi thay đổi ở 3-4 chỗ khác nhau mặc dù cái mã màu của nó là đang giống nhau. Đó, thì đấy là cái vấn đề. Và vấn đề này nó sẽ khiến cho việc maintain, bảo trì cái hệ thống của chúng ta nó sẽ lâu hơn. Đó, thế làm thế nào để giải quyết được vấn đề này? Thì trong CSS nó sinh ra cho chúng ta một cái khái niệm, đó chính là biến ở trong CSS. Thì biến trong CSS nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề như thế nào? Thì các bạn có thể nhìn vào ví dụ này. Đó, thế đây là cái cách để chúng ta thay thế cái cách khai báo trùng lặp như lúc trước. Chúng ta sẽ định nghĩa thuộc tính color, cái giá trị của thuộc tính color vào một biến, và ở những chỗ mà chúng ta sử dụng cái giá trị màu đó thì chúng ta sẽ thay thế bằng cái biến đó. Sau này nếu các bạn muốn đổi màu cho tất cả những chỗ mà đã dùng cái biến này thì các bạn chỉ cần đổi giá trị của cái biến red này là xong, thì ở tất cả những chỗ khác nó sẽ nhận được cái biến này, sẽ nhận được cái giá trị màu này. Ok chưa? Thì đây là cái hướng giải quyết cho việc trùng lặp code trong CSS. Đó, thì đây là khóa học online miễn phí được phát trực tiếp từ suntech.edu.vn. Mình muốn làm cho các bạn để các bạn có cái nhìn chi tiết hơn và hiểu rõ hơn về biến ở trong CSS. Từ đó các bạn có thể vận dụng, ứng dụng vào trong những project mà các bạn đang làm và ứng dụng nó vào những cái công việc của hàng ngày của các bạn. Đó, thì trước khi kết thúc cái video này thì mình muốn giới thiệu qua tổng quan của cái khóa miễn phí này. Thì khóa này mình sẽ focus vào một vấn đề khá là nhỏ thôi, đó chính là biến ở trong CSS. Và mình sẽ nói về những cái ưu điểm khi mà chúng ta sử dụng biến ở trong CSS, cũng như là việc sử dụng biến khi mà chúng ta làm việc với let hay là sat. Khi chúng ta sử dụng sat với let thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ sử dụng biến rất là nhiều. Đó, và khi chúng ta dùng hai cái nền tảng này để chúng ta viết CSS thì nó sẽ giúp cho chúng ta triển khai một cái dự án nó dễ dàng hơn và phát triển cái giao diện nó nhanh hơn, code nó tránh bị trùng lặp, và quan trọng hơn nữa là cái việc bảo trì và maintain sau này nó cũng sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó, thì hai cái concept này nó là hai cái concept mà chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều để phát triển giao diện cho bất kỳ một cái theme nào. Đó, ở video tiếp theo mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm về biến ở trong CSS và những cái liên quan đến biến trong CSS. Video này mình xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.